Hello các bạn nha, thì hôm nay các bạn là Phúc đang có mặt tại phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay các bạn có thấy Phúc đang đứng ở đâu các bạn? Phúc đang đứng tại ngay chỗ quán lẩu 100k. Ở đây các bạn là Phúc được biết là quán lẩu 100k, tức là những cái món lẩu trung bình nó chỉ có 100 ngàn thôi các bạn. Phúc đứng tại số 122 đường Lê Văn Phẩm, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay là Phúc sẽ giới thiệu cho các bạn những cái món lẩu đó các bạn ha. Thì trong đầu Phúc hôm nay là Phúc sẽ dự định là Phúc đi ăn lẩu ếch. Ngoài ra nếu mà trong trường hợp mà không có lẩu ếch thì Phúc sẽ ăn lẩu cá hay nhiều món lẩu khác, bởi vì cái quán này là một cái quán chuyên lẩu. Thì bây giờ các bạn đi theo Phúc để mình review cái quán lẩu này nha các bạn nha, đi ra. Phúc đang có mặt tại phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay các bạn là Phúc sẽ giới thiệu với các bạn một cái quán lẩu. Quán lẩu này có tên là quán lẩu 100k. Thì hôm nay các bạn là Phúc đang ngồi tại số 122 đường Lê Văn Phẩm, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ở đây các bạn, cái vị trí này mình rất là dễ kiếm các bạn. Nếu mà các bạn đi từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, các bạn đi đến ngay chỗ ngã ba đường Lê Văn Phẩm, các bạn quẹo bên tay trái vào đường Lê Văn Phẩm, mình đi đến chợ đêm đúng không? Thì khi mà mình vừa qua chợ đêm khoảng chừng 100m, 100m người ta khoảng 50m thôi các bạn, thì các bạn sẽ thấy quán ngay. Tức là từ đây mình có thể đi bộ lại ngay chợ đêm luôn các bạn. Ngay quán này các bạn là có tên là quán lẩu 100k. Khi mà các bạn đi đến ngay trước cửa quán, các bạn sẽ thấy nguyên chữ 100k ngay trước mặt luôn các bạn. Thì cái điểm đặc biệt là ở đây các bạn, là những cái món lẩu ở đây thì giá trung bình là nó sẽ nằm ở khoảng 100 ngàn một lẩu thôi các bạn. Rồi này các bạn, thì trong lúc một Phúc vừa giới thiệu các bạn thì chủ quán cũng đã đem ra một cái phần lẩu ếch đó các bạn. Thì bây giờ Phúc sẽ review sơ qua về cái giá cho các bạn ha. Trên tay Phúc là một cái menu các bạn ha. Thì đây là một số cái mức giá cơ bản của quán các bạn ha. Thì mình sẽ có những mức giá như sau. Thì mình sẽ có khoảng 4 món là đồng giá là lẩu 100 ngàn một phần. Thì hôm nay các bạn lẩu ếch là Phúc gọi thì cũng giá là 100 ngàn. Ngoài ra còn có 3 loại lẩu khác nữa các bạn cũng có giá là 100 ngàn, đó là lẩu cá hồi nè, lẩu cá diêu hồng nè, với lại lẩu cá kèo, chỉ 100 ngàn một lẩu dành cho hai người ăn. Bên cạnh đó thì Phúc thấy còn có lẩu gà ri là 150. Có 3 loại lẩu 200 ngàn là lẩu gân bò nè, lẩu cá chép giòn, lẩu cá bớp và lẩu cá tầm. Thì ở đây có một cái món đặc biệt của quán luôn các bạn là lẩu cá chép giòn. Tuy nhiên thì đợt trước các bạn là Phúc có giới thiệu với các bạn một cái quán lẩu á thì 150 đúng không? Thì hôm nay các bạn Phúc thấy lẩu ếch đây chỉ có 100 ngàn thì Phúc review cho các bạn xem cái lẩu ếch 100 ngàn này nó như thế nào các bạn ha. Thì bên cạnh đó mình có những cái món ăn thêm, ví dụ như là ếch chiên giòn chỉ có 80 ngàn phần, cá hồi chiên giòn 80 ngàn, rau muống xào tỏi là 30 ngàn, cá biển chiên là 80 ngàn, ăn một cái lẩu hải sản lại với giá là 200 ngàn. Thì ở đây họ ghi một cái câu rất là dễ thương nè các bạn, là quán chỉ lấy công làm lời thôi, cho nên các bạn ủng hộ quán ấy các bạn ha. Thì ở đây là mình có địa chỉ là số 122 đường Lê Văn Phẩm, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì cái con đường Lê Văn Phẩm này các bạn, nó là ranh giới giữa phường 5 và phường 6. Cho nên những cái quán mà trên đường Lê Văn Phẩm mà Phúc thường hay review cho các bạn, Phúc cũng thường hay nói là lúc thì phường 5, lúc thì phường 6 các bạn ha. Thì những cái quán nào mà nếu mà các bạn đi từ đường Lý Kiệt chạy lên á, quán nào nằm bên tay phải là phường 5, mà quán nào nằm bên tay trái đó là thuộc phường 6 các bạn ha. Thì đây là cái menu các bạn ha. Thì Phúc sẽ tạm cất cái menu qua một bên. Ngay trước mặt Phúc ở đây các bạn là họ sẽ đem ra cho mình rồi các bạn. Mình sẽ có hai cái chén này các bạn. Ở đây thì mình sẽ có một cái dĩa này dĩa nước mắm mặn hơn các bạn ha. Bên trong thì mình sẽ có ớt bên trong này. Ở đây là mình sẽ có một cái phần ớt rất là nhiều các bạn thấy không? Bên trong là mình có rau nè các bạn, ớt, hành phi, cà với lại khóm. Thường thường những cái món lẩu ếch các bạn làm cái vị nó sẽ hơi chua chua ngọt. Có một chút cay cay thì mình bỏ thơm với cà chua vô nó sẽ tạo nên cái vị chua rất là ngon. Bây giờ là Phúc sẽ lấy cái bếp qua bên này. Mình sẽ có những cái phần như sau, bây giờ Phúc giới thiệu lại ha. Thì mình sẽ có một cái phần ếch rất là to, một cái phần ếch và một cái nồi lẩu, một phần rau như vậy, mình chỉ có giá là 100 ngàn thôi các bạn. Ở đây các bạn thấy một cái phần ếch không? Rất là thích luôn. Ếch nói chung là Phúc thấy con ếch cũng khá là to, nhiều. Ngoài ra cái phần rau này thì mình sẽ thấy có rất là nhiều loại rau trong này. Thì mình thấy có rau muống nè các bạn. Ở đây mình có rau nhút nè, bạc hà nè. Một cái loại rau Phúc rất là thích ở miền Tây đó là bông su đũa ha. Rau nhút nè, rau muống đó, thì có khoảng là 5 loại rau. Thì một hồi lúc mà Phúc trúc vào đây có cái gì nè Phúc nói thêm. Ở đây thì mình có một cái nồi lẩu nè các bạn. Thì đây họ để nước ở đây nè, nhìn dễ thương ha. Có bánh snack nè, đó nước. Thì ở đây các bạn thích cái nào các bạn có thể lấy, các bạn trả tiền đó. Thì trong cái nồi lẩu này mình sẽ có hai khoanh bắp. Một cái nồi lẩu như vậy, một cái phần lẩu ếch như vậy chỉ có 100 ngàn thôi, Phúc thấy rất là rẻ, thật sự rất là rẻ. Bên này các bạn là Phúc thấy có một cái hũ này, vậy là hũ sa tế nè các bạn. Thì nếu mà các bạn thích thì mình cũng có thể bỏ vào các bạn. Ở đây sa tế này thì Phúc thấy có sả bên trong nữa các bạn.
đó, ai mà thích đó thì mình bỏ vô ăn cho nó kiểu nó hơi cay cay mà nó thơm thơm chút xíu. Thì cái nồi đậu của Phúc bây giờ là nó thay da chết chăng, thì bây giờ các bạn là ở đây á, các bạn là cái nồi lẩu của Phúc cũng đã sôi ù ụt rồi nè các bạn. Thì đầu tiên á, các bạn là Phúc sẽ cho ớt vào trước. Đây, một cái dĩa ớt rất là to nè các bạn. Một cái lẩu chỉ có 100 ngàn thôi nha. Ở bên trong mình sẽ có hai khoanh bắp. Đó, bên trong này để coi có cái gì nữa ta. Phúc thấy chắc là có ớt, có vẻ nó sẽ hơi chua chua ngọt ngọt. Thơm quá. Thì bây giờ các bạn nước đã sôi rồi thì bây giờ Phúc cho gì vô ta? Thôi cho cà vô luôn ha, cho nước nó hơi chua chua xíu ha. À, cho khóm hết vô luôn. Rồi xong. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái phần ớt này các bạn. Bây giờ để Phúc bươi ra cho các bạn thấy một cái phần ớt 100 ngàn. Một cái lẩu ớt 100 ngàn. Rẻ chứ. Cười gì thằng kia? Hả? Bươi ra. Ừ, bươi ra. Ôi nè. Đó. Thấy cái giò ớt không? Nè. Này, ớt nè. Ớt bự mà. Đùi con này rất là to luôn á. Rồi. Ôi cái đùi ớt nhiều quá thì cũng ăn sao hết ta. Thôi chắc anh nghĩ bỏ phân nửa thôi ha. Ừ bỏ phân nửa đi rồi. Nếu mà cảm thấy ăn không đủ bỏ vô thêm nhiều quá. Này còn dương một mâm luôn nè các bạn. Đó thì bây giờ là mình sẽ cho lửa nó lớn thôi nha. Rồi xong. Thì bây giờ trong lúc này thì mình sẽ đợi cho cái ớt nó chín hơn chút xíu rồi Phúc sẽ bỏ rau vô ha các bạn ha. Thì trong cái những loại rau này thì mình cũng sẽ có một số cái loại rau mà mình cũng có thể bỏ vào trước. Một số cái loại rau như là rau nhút các bạn thì nó sẽ có những cái thân cứng. Ở đây thì mình có cái bô su đua để phía dưới này đi. Một tí khi nào mà mình ăn mình bỏ vô. Tại cái loại này rất là mau chín mà nó mau ruột nữa. Phúc sẽ bỏ cái bông sù đũa đây nha các bạn. Thì bây giờ là Phúc sẽ bỏ thân cứng vô nè. Thật sự là nó thân cứng chứ thật sự là nó cũng không có phải là gọi nó quá cứng mà nó hơi dai một xíu. Đó, bông sù đũa nè. Rau rau tần nè. Cho một ít rau tần vô luôn. Đó. Anh nghĩ là nhiều rồi ha. Thì bên trong này mình sẽ còn bạc hà với lại là rau muống. Rau muống thì bên này có một số rau muống thì Phúc nghĩ một lát Phúc sẽ bỏ vô sau. Rồi xong. Bây giờ là mình chỉ ngồi đợi và đợi nó rau nó chín nó quên nữa. Đầy nó xuống một xíu. Một cái lẩu ớt 100 ngàn Phúc thấy rất là chất lượng luôn các bạn. Ồ cái lẩu ớt tính ra lẩu ớt 100 ngàn quá trời rẻ luôn các bạn. Phúc thấy rất là nhiều ớt luôn sau khi mà Phúc bỏ ớt vào các bạn thấy không? Ở đây Phúc vẫn còn ớt nè các bạn. Ngon quá. Ở bên trong này thì Phúc thấy có cà chua để thử bây giờ thử cái vị nha. Khoan mà để chút xíu để cho nó hơi sôi sôi lên đi. Thì mình mới vừa bỏ ớt sống vô các bạn. Ớt đây là ớt tươi. Cái ớt này các bạn là ớt đã lột vỏ rồi nha các bạn nha. Do hôm nay review cho nên là Phúc chỉ gọi lẩu thôi các bạn. Thì nếu mà các bạn thích, các bạn đi đông, các bạn có thể gọi thêm một số món như là ế chiên, nước mắm á các bạn. Thì hôm nay các bạn là do Phúc đi review cho các bạn về cái món lẩu, cho nên Phúc sẽ gọi đại một cái lẩu ra. Do cách đây vài tuần thì Phúc cũng vừa giới thiệu với các bạn một cái quán lẩu ếch á. Thì hôm nay cũng có một cái quán lẩu ếch cũng khá là bình dân, 100 ngàn thôi, cũng giới thiệu cho các bạn. Thì như nãy Phúc nói là ở đây các bạn có một số món ăn kèm, ví dụ ếch chiên giòn nè, cá hồi chiên giòn, rau muống xào tỏi hay là cá biển chiên mình có thể gọi mình ăn chung. À, còn nếu mà mình đi đông mình có thể gọi một cái lẩu bự hơn. À, ngoài ra thì ở đây mình có thể gọi một cái lẩu hải sản 200 ngàn ăn. Nhưng mà Phúc nghĩ là một cái lẩu hai người mà chỉ 100 ngàn như vậy các bạn rất là nhiều. Ớt nhiều lắm các bạn ơi mà ở đây Phúc không có dám bỏ hết luôn á. Rồi. Bây giờ là mình chờ đây các bạn. Thì bây giờ các bạn là ngay trước mặt Phúc thì cái lẩu nó đã sôi rồi nè các bạn. Bây giờ Phúc sẽ cho một số rau vô trước nha các bạn ơi. Nhìn cái lẩu này hấp dẫn quá. Ôi ếch quá chừng luôn. Nè. Cái lẩu rất là rẻ luôn các bạn, 100 ngàn ăn hai người. Ếch nhiều lắm, hồi nãy các bạn thấy không, Phúc gấp toàn là ếch không các bạn. Nhiều lắm, Phúc nói thật sự nếu mà ở Mỹ Tho thì đây là một cái quán lẩu mà Phúc nghĩ Phúc sẽ giới thiệu cho bạn bè Phúc đến đây ăn. Giá rất là bình dân luôn. Thì bây giờ là Phúc sẽ thử qua cái nước lèo nha các bạn nha. Để coi cái lẩu này như thế nào. Ngon quá. Cái vị lẩu các bạn nó hơi chua chua, ngọt ngọt. Bởi vì trong này các bạn là cơ bản là cái nước lẩu là họ đã nấu theo cái kiểu vị nó hơi chua chua ngọt ngọt rồi. Rồi nãy các bạn là Phúc mới vừa bỏ cà nè. Với lại là Phúc bỏ thêm một ít khóm vào cho nên là cái nước mà nó cũng chua chua một chút xíu. Ngon quá. Vị nó cũng gần giống như là gọi là canh chua vậy các bạn. Rồi về miền Tây mà mình ăn cái món chua chua ngọt ngọt này ngon lắm luôn. Có một số vùng miền thì họ sẽ không ăn cái vị chua ngọt được. Nhưng mà cái món chua này, cái món lẩu này ăn ngon lắm. Thì bên trong này các bạn cũng thấy có rau cần đước nè với lại rau nhút nè các bạn ăn ngon lắm. Cho dĩa qua bên. Bây giờ tới công đoạn. Rồi ngon quá. Thì cái quán lẩu này các bạn thì Phúc được biết là họ bán từ khoảng 4 giờ chiều cho đến khoảng 22 giờ đêm.
Nếu mà các bạn thích, các bạn cũng có thể đến đây ăn. Quán này nằm trên một cái con đường mà rất là nhiều quán ăn các bạn. Thật sự giống như là cái phố ăn uống của thành phố Mỹ Tho các bạn, trên đường Lê Văn Phẩm. Trên cái đoạn đường này các bạn rất là nhiều quán ăn, mà Phúc cũng đã từng giới thiệu các bạn cũng chắc cũng khoảng 5-6 quán trên đường này. Còn rất là nhiều quán mà Phúc sẽ đến Phúc giới thiệu cho các bạn ha. Thì ở đây các bạn là có rất là nhiều loại lẩu, như là lẩu cá này các bạn, rồi lẩu hải sản, lẩu thập cẩm, rồi ở đây có lẩu ếch. Thì Phúc thấy có lẩu ếch mà chỉ có 100 ngàn thôi nên Phúc sẽ chọn cái lẩu này. Tuy nhiên là cái lẩu này Phúc thấy là tương đối là khá là rẻ, thực sự rất là ngon mà rẻ lắm các bạn. Ếch ngon lắm, nếu mà bạn nào ăn ếch được các bạn, mình cũng có thể đây đến mình ăn lẩu ếch. Nếu mà các bạn không ăn lẩu ếch được, mình cũng còn nhiều loại lẩu khác để mình ăn ha. Ví dụ như ở đây các bạn là mình thấy có lẩu cá hồi nè, lẩu cá điêu hồng, lẩu cá kèo, lẩu ếch. Ngoài ra còn có lẩu gà ri, lẩu gân bò, lẩu cá chép giòn, lẩu cá bớp, lẩu cá tầm. Đó, nhiều loại lẩu, đa dạng loại lẩu. Ở Mỹ Tho thì cũng có khá nhiều quán lẩu các bạn ha. Có những quán lẩu 39 ngàn, như là quán lẩu Kim Huyền ở bên ngay chỗ đối diện Vương quốc trái cây, hay là quán lẩu cua ở bên đường Nguyễn Minh Đường nè, Phúc đã từng giới thiệu với các bạn. Các bạn cũng có thể đến lẩu xiên que của bác Sài Gòn ở ngoài đường Hoàng Sa, phường 6. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đi ăn lẩu buffet ở quán lẩu 1992 cũng được. Nếu mà có dịp các bạn cứ đến đây. Hiện tại Phúc nói lại ha các bạn, là Phúc đang ngồi tại số 122 đường Lê Văn Phẩm, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Quán lẩu mà Phúc đang ăn là quán lẩu 100k. Nghe các bạn nghe, 100k, mà nghe 100k tức là biết cái này chỉ có 100k cái lẩu thôi các bạn. Nhưng các bạn đừng nghĩ là 100k là dành cho một người nha, hai người ăn mà dư luôn các bạn. Đây Phúc còn nguyên dĩa nè các bạn. Nè. Do hôm nay các bạn là Phúc cũng ăn linh tinh cho nên hôm nay Phúc gọi một cái lẩu như thế này. Tuy nhiên nếu mà bạn nào vào mà mình đi hai người, các bạn ăn lẩu đây là bảo đảm no luôn các bạn. Bởi vì các bạn thấy không, đây mình có ăn rau kèm nè. Đó. Cái vị nó các bạn nó chua chua ngọt ngọt, rất là dễ ăn luôn các bạn. Nói về độ cay đúng không, thì nó chỉ hơi thế thế nhẹ thôi chứ nó cũng không có quá cay. Nhưng mà trong trường hợp mà nếu mà các bạn muốn cay á, thì ở đây là họ có một cái chén này, chén gì ta, sa tế đúng không? Cái chén sa tế nè, bên trong này thấy có sả đó, mình có thể ăn chung. Nếu mà các bạn thích cái video này, nếu các bạn thích cái quán này thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này nha. Thì Phúc hứa Phúc sẽ làm thật nhiều video để Phúc giới thiệu những cái món ăn ngon nè, rẻ nè và giá bình dân đến cho các bạn ha. Nói chung là những cái quán nào vừa ngon vừa rẻ vừa bổ để giới thiệu đến cho các bạn nha. Xin chào.